con mê trai quá, con mê trai quá nên mới gặp ổng. Tại vì hai vợ chồng đi đấu chung á mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó, cũng trắng trẻo nữa, nhìn như trai hàng vậy vậy, ghiền quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Em cũng khoái khoái, không biết là lúc đó ổng có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mà ở cầu thang gặp nhau nói chuyện rồi quen biết nhau từ đó. Lâu lâu con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi coi phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ, đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á mà cũng vẫn không biết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em có đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Cưng cao mét bao nhiêu, nói đi cho chú Pin hết hồn coi. Con xin chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân ạ. Dạ con tên là Sang, con cao 1m98 ạ. Cậu còn đứng lên cái coi. Tại sao con cao khiêm tốn quá vậy? Chắc do gen đó chú. Con nói chuyện với nó mà đứng gì. Nó chắc phải 2m á, chứ không phải 1m98 dạ, đâu. Tại con mang đôi giày nên là chắc là đúng tròn 2m là cô. 2m đó con là vận động viên bóng rổ hay sao? Dạ lúc trước con là vận động viên bóng chuyền ạ. Bây giờ chị như em là không bao giờ chị đứng lên. Tại vì tự nhiên mình show up cái xấu của mình cả. cái thua thiệt của mình đã làm gì. Còn con sao, con 1m9 mấy nói nghe coi. Con có 1m7 thôi ạ. Bây giờ thì con làm gì, con giới thiệu về mình luôn rồi. Đi trước đây con là vận động viên bóng chuyền nhưng mà sau thời gian tập luyện thì con chuyển sang công tác huấn luyện. Với cái chiều cao vậy là con có khó khăn trong những cái sinh hoạt bình thường không? Mới đầu thì khi mà đi đường con cũng hơi bị ngại, bị tự ti á cô. Tại vì ai cũng nhìn mình với ánh mắt hơi bị ngạc nhiên một chút á. Từ từ con cũng quen, con cũng thấy vậy cũng hay. Tại vì mình nổi bật trước đám đông thì hay mà chú thấy rất hay. Thực ra là con á, tự nhiên con nói con tự ti về cái chiều cao làm cô cũng hết hồn. Cái nhân dáng của con về cái chiều cao về là đáng lý người ta phải mơ ước chứ. Mà mốt đồ chắc cũng khó đúng không? Dạ tất cả đồ của con làm phải may hết á chứ. May hết luôn chứ không có sai. Rồi mời con. Dạ con tên Nhi ạ, nay con 25 tuổi. Hiện tại con ở nhà nội trợ, với lại con cũng đi làm thêm công việc diễn viên tự do cô, có làm màu ảnh. Dạ trước đây có làm cái công việc gì về thể thao được không? Dạ lúc trước con cũng là vận động viên nên là mới quen được chồng con. Ngày xưa chắc là con mê trai quá nên mới gặp ổng. Tại vì hai vợ chồng đi đấu chung quá mà mình thấy ảnh cao to nè, đẹp trai đó, cũng trắng trẻo nữa, nhìn như trai hàng quỷ vậy, ghiền quá nhưng mà không có dám thổ lộ. Sau đó thì con mới nói với mấy anh chị trong đoàn, nói là không biết anh này sao mà mình cũng tập, anh cũng tập mà trước giờ không có để ý, mà hôm nay mới thấy kiểu thấy rất dễ thương, không biết là có người yêu chưa. Xong mấy chị nói chưa đâu em, chưa đâu. Em cũng xinh gái mà, thôi để anh chị làm mai thử. Em cũng khoái khoái, không biết là lúc đó có khoái chưa. Hẹn nhau thì tầm lúc đó 12 giờ đêm mình ở cầu thang gặp nhau nói chuyện rồi quen biết nhau từ đó. Đi chung là ấn tượng tốt. Dạ. Thấy cậu Sang thì sao? Lúc mà con mới gặp cổ thì con cũng không có để ý lắm. Thì lúc đó con mới bị bồ đá, cho nên là con cái cảm xúc của con lúc đó nó cũng hơi lẫn lộn. Dạ đúng rồi. Cho nên là con nghĩ là lúc đó con cũng cần một người để thổ lộ những cái tâm sự của con thôi, chứ con cũng chưa có chưa nghĩ tới. Sẽ tiến xa hơn đúng không? Thấy cổ cũng cao rồi, nói chuyện cũng hòa đồng, cũng hiểu như tâm sự của con á. Rồi đó là lần đi thi đấu ở chung với nhau. Dạ đúng mà rồi. Mà sau đó thì sao? Về rồi ai chủ động đi? Chắc chắn là chị đoán là biết em cần gì hỏi. Còn tấn công đúng không? Dạ. Còn chủ động tấn công sao đâu, hãy nghe. Lúc mà đi về thành phố rồi nhắn tin không trả lời, làm lơ con luôn, giống như là hai đứa chưa từng gặp nhau rồi chưa từng biết vậy đó. Lâu lâu con nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, anh làm gì đó, rồi hỏi còn buồn chuyện cũ không. Nếu mà buồn quá đi có phim với em hoặc đi uống cà phê đi cho vui. Dạ đeo đuổi lâu dữ lắm, chắc cũng phải 4-5 tháng rồi á mà cũng vẫn không quyết định yêu. Xong rồi con mới nói thôi bây giờ nếu mà em có đơn phương vậy hoài không có được, tại vì mình cũng con gái, mình chờ đợi người ta lâu quá. Mà anh này kiểu dạng như không biết trong lòng nghĩ sao nhưng mà vẫn muốn quản con, nhưng mà lại không chấp nhận cho con quen ai hết á. Kêu làm người yêu thì không chịu. Xong con mới nói bây giờ nếu mà không yêu được thì thôi cũng không làm bạn, tại vì đơn phương nó khó chịu lắm. Cho nên là con mới nói thôi bây giờ mình cắt đứt đi, bây giờ anh không chịu nữa thì thôi em đi kiếm người khác em quen, em sống cuộc sống của em chứ em có hướng về anh rồi anh hướng đi đâu mà anh vẫn quản em sao em sống được. Xong rồi cái cắt đứt hết. Tại sao vậy con? Tại sao lúc đó con không chấp nhận mà con lại không muốn buông người ta? Dạ, không phải là không chấp nhận nhưng mà cũng kiểu như thích rồi đó, nhưng mà con không có dám làm giá đúng không? Cũng kiểu như là mình quý cô này nhưng mà mình cũng mới bị tổn thương á. Không dám đón nhận nhưng mà lại tiếc, cứ trèo kéo như vậy. Đến một ngày nọ bạn này quyết định cắt đứt đúng không? Dạ. Thì lúc đó là con cái tâm trạng con làm sao? Kiểu như là tiếc quá thôi, muốn giữ nhưng mà chưa có dám thổ lộ. Ủa nhưng mà con xinh mà, trong cái thời điểm đó bộ không có chàng trai
trai nào theo đuổi con hay sao? Dạ nhiều lắm mà mình bị tiếng sét ái tình. À, cho nên phải thích ông này. Ủa, mình thấy ông cũng tội nghiệp quá. Con nghĩ là trong lòng con suy đoán thì chắc cũng không sai. Con nghĩ là chắc bây giờ anh đã thương mình rồi cho nên anh mới quản mình như vậy. Tại vì khi mà con nói con đi uống cà phê hay chơi với một người bạn kiểu như là khác giới thôi là ảnh cũng cảm giác là tỏ ra khó chịu rồi. Cho nên đó là kiểu như là con thử thách ảnh á. Con mới cắt đứt hết mọi thứ thì ngày hôm sau ảnh nhắn tin cho con kêu anh nhớ em quá. Rồi cái nó ủa sao không chịu đồng ý hết trơn rồi mới ngày hôm sau nhắn tin lại liền luôn. Tại sao em đợi đến khi mà cô ấy là muốn coi như là muốn dứt em mới coi như là mới níu lại và em mới thể hiện, em mới bày tỏ cái tình cảm của em? Mình quyết định sớm quá thì nhiều khi mình lại gặp một cái tổn thương tiếp theo đó cho mình. Sau 4-5 tháng mà mình tìm hiểu, mình cũng có nhắn tin qua lại thì mình thấy là cô gái này thật sự là tốt, cổ quan tâm từng thứ về mình hết á. Nhưng mà sau 4-5 tháng đó là tự nhiên cái câu này cổ không chịu nữa, cổ cắt hết liên lạc luôn, thì bắt đầu mình mới sợ. Mình chưa quán liền đúng không? Đúng rồi. Mình chưa kịp có chứ, 4-5 tháng mà anh không nói chứ không phải là không kịp nói. Trước khi cắt con có nói bây giờ lần cuối cùng em hỏi anh là anh có muốn em làm bạn gái anh không, nếu như mà anh vẫn trả lời không thì thôi từ tối nay là ta cắt đứt luôn, thì con mới chặn liên lạc chồng mọi thứ. Khi nào thì mới là gọi là chính thức yêu nhau? Là 1-2 ngày sau đó. Có tỏ tình không? Có tỏ tình, nhắn tin là yêu anh đi đó. Yêu gì đó, mẹ có gặp mặt nhau để tỏ tình anh không? Anh nhớ em quá đó. Dạ dạ có gặp nhau đó, đi chơi gặp. Nắm tay thì vẫn còn dè chừng lắm. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Cái kỳ đó chắc là ở trong một cái quán cà phê. Buổi tối đó thì cổ cũng thách con á, quen nhau cũng lâu rồi, giờ anh có dám hôn em không? Bao lâu mà biểu là lâu? Từ cái lúc mà bắt đầu quen thì chắc cũng phải 1 tháng sau. Toàn là cô ấy chủ động hết á. Dạ. Em có dám hôn không? Dạ có chứ, dạ có chứ. Sao không? Ta men rồi, đàn ông mà mắc cười quá. Với vậy cái người mà mình thương dính cái miệng con nữa cô. Không chịu dính luôn. Ấy là hôn hả, chưa kịp dính thì rút ra bà rồi. Vậy hả, phước quá. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì được nhau hết. Yêu nhau 3-4 năm mà không làm gì hết. Dạ. Anh hiền quá, không có chủ động, không có dám. Anh sao hiền, anh sợ, chi tiết con. Anh dè chừng, anh cũng sợ có bầu. Rồi anh cũng sợ hai đứa làm gì đó sai trái. Tại vì lúc đó không có xác định cưới cho nên là không làm gì hết. Hay là tại vì hai đứa không có không gian riêng tư? Dạ có rất là nhiều, kể cả có luôn không gian riêng tư mà cũng không chịu. Không gian riêng tư là ở dạ. đâu? Ở nhà hay là ở? Dạ, ở khách sạn. Ở khách sạn đi chung khách sạn luôn mà không làm ăn gì hết. Con sao? Lúc đó con suy nghĩ sao? Lúc đó con nghĩ tại ông trắng trẻo á, mà kiểu nhiều lúc ổng hay giỡn với con ẻo lả, con sợ ổng bị bê mở dân tới miệng mèo rồi mà không chịu ăn. Không bao ăn. Nhiêu lần tính ra cả chục lần á, nhưng mà kiểu như hai đứa đi chơi rồi mệt nhưng mà không muốn buông nhau đi về thì kéo vô đó coi tivi, mua trà sữa vô uống, chơi game, nắm tay sờ chơi vậy đó, xong rồi không làm gì hết. Đi về. Dạ đi về. Ủa sao vậy đó hả? Dạ. Lúc đó con cũng kiểu như xác định là quen, là mình quen nghiêm túc á, cho nên là mình phải xác định cô gái này là mình phải giữ cho cổ tới lúc mà mình làm đám cưới, cho nên là mình không có được. Lúc đó cũng phải kiềm chế dữ lắm mấy con trợ con rồi. Nhưng mà con có dụ không? Dạ không, con không có dụ. Dụ hai đứa vô đó cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ôm nhau một cái ngủ. Bạn này kềm hãm quá là hay luôn, đúng không? Ủa, có rất nhiều cặp vợ chồng coi như là 10 năm quen nhau 10 năm mà giữ cho đến cái đêm tân hôn luôn. Cho tới ngày cưới luôn hả con? Giữ tới ngày cưới luôn. Bao lâu thì mới dẫn nhau về nhà để mà ra mắt phụ huynh? Dẫn sang về nhà thì ba mẹ có vợ òa với một cái chàng trai mà với một chiều cao dữ dội như vậy không? Dạ lúc đó quen nhau được 7-8 tháng là đã dẫn về rồi. Tại vì lúc đó con về quê con đánh giải bóng chuyền cho quê của con á, thì ảnh cũng đi theo. Đi về xong ngày xưa mà ở quê mình thì thường thường mặc mấy cánh cửa có huyết vôi á cô. Anh đụng một cái đợp là vôi đổ rớt xuống mẻ luôn miếng nhặt. Bây giờ con thấy đầu đứng đứng máu rồi đỏ rồi. Vậy còn thẹo không Trang? Dạ không, nhưng mà cái tường nó vẫn còn nứt. Dạ cái tường nứt rồi. Rồi nằm ở trên giường hay là nằm dưới đất? Ở quê con là trải nệm. Cái vụ đụng đầu đó ảnh không để ý, mới về anh không để ý. Một ngày đụng 4-5 lần, cái chỗ đó sưng hoài luôn vậy đó, không hết, không một cục luôn. Ảnh cũng tự ti về cái chiều cao của mình, tại vì nhiều khi cao quá người ta ra kiểu người ta không biết là khen hay chê, mà má sao thằng này nó ăn gì nó cao dữ vậy. Thì ảnh mới kêu ủa cao chứ mắc gì chửi con. Kiểu như quê ai dạ, cái câu cửa miệng mà đây ai cũng nhìn. Các con là quen nhau là 3 năm mới đám cưới hả? Dạ tình yêu suôn sẻ hết đúng không? Suôn sẻ cho tới khi con sanh em bé được 2 tháng. Lúc đầu là hai vợ chồng chưa có quyết định là kết hôn đâu, nhưng mà mẹ của anh á bảo là thôi thế bây giờ hai đứa thương nhau cũng lâu lắm rồi, cũng tính toán để cho hai đứa kiểu hỏi gia đình hai bên để cưới á. Con thì không biết là lúc đó mẹ đang bệnh hiểm nghèo, bệnh rất là nặng mà mẹ giấu hết, cho nên là mẹ muốn lo cho chu toàn mọi thứ thì lo ngay cả đám cưới cho tụi con luôn. Mẹ đặt nhà hàng hết rồi, bây giờ mời thiệp rồi, xong rồi 3 tháng nữa là có ngày tốt thì thôi hai con cưới luôn đi. Hai vợ chồng cũng lúc đó rất là
vui mừng, tại vì mình còn trẻ quá, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết. Mà bây giờ mẹ cho mình cưới sớm vậy, lúc đó không có nghi ngờ gì hết. Cưới về lúc đó mẹ con muốn có cháu quá, cho nên là mẹ bảo là thôi con có bầu đi. Con có bầu được 6 tháng rưỡi thì con thấy mẹ con ngày càng yếu đi, mẹ con mệt dần, kiểu cứ đi bệnh viện vô thuốc rồi mẹ cứ nằm suốt vậy đó. Lúc đó con là cảm giác là mẹ con mệt, mẹ con yếu lắm rồi, còn con thì bị đau ruột thừa, với lại con có thêm 2 cái khối u ở trong buồng trứng nữa. Cho nên là con phải mổ, lúc đó là con rất là sợ luôn. Tại vì bác sĩ nói là có thể là giữ được mẹ chứ không giữ được con. Vài tháng sau con sanh được 2 tháng thì ngày đó mẹ khó thở là mẹ đi. Trong cái rủi á, thì nó lại có những cái mà như điều mẹ mong muốn. Thấy được dâu, thấy được cháu luôn. Mà dâu á, là con, cái xác suất mà cái khối u đó đó mà con cứu được cả mẹ cả con là quá hay đúng không con? Dạ, cái đó cũng là lý do tại sao bây giờ con không có chơi thể thao lại nữa. Tại vì bây giờ con rất yếu rồi. Mẹ rất là thương. Mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho con, với lại cho em con đầy đủ mọi thứ, không có thiếu thứ gì hết á. Nhưng mà tới ngày mẹ mất là 2 vợ chồng con không có gì hết. Ba sao? Ba con và ba dưỡng thôi. Có gia đình riêng rồi dạ. Cái cuộc sống hiện tại của hai đứa như thế nào? Anh thì ban ngày anh làm hành chính nhân sự ở ngân hàng, buổi tối thì anh đi làm huấn luyện viên bóng chuyền thêm. Còn con thì con đi làm diễn viên. Hai vợ chồng rất khó khăn, nó mùa dịch nữa, chồng con bị Covid xong rồi chồng con phải đi giao hàng nữa chứ. Tức là bạn có dính Covid nữa. Con thấy lúc mà bị xong rồi tới giờ kiểu như là cái phổi con không biết có bị ảnh hưởng không, nhưng mà con thấy con làm cái gì đó một xíu là con mệt. Lúc mà cái thời gian mà giãn cách á, thật sự là rất là khó khăn luôn, tại vì ở nhà suốt 2-3 tháng trời luôn, không có làm ăn được gì. Đúng rồi, mà phải trả tiền nhà nữa. Con nhỏ nữa, ảnh phải sống chung với con rồi, ở nhà với ảnh ép không, con phải lo hết. Phòng trọ nó nhỏ nữa, là con phải lấy một cái rèm con kéo ngang và con để ảnh ở bên đó. Bên này con thì nó nhớ cha, nó cứ kêu ba mít, nhưng mà con không có cách nào luôn. Hai vợ chồng rất là khổ. Ngày xưa con mẹ đâu có như vậy. Lúc con cưới chồng về, con thấy cảm giác cuộc sống của con nó rất là hạnh phúc. Em làm con đâu có nghĩ mình lấy chồng xong, mình vừa mới sinh xong mình lại bị một cái biến cố nó quá, thật sự là quá lớn, quá sức với con. Con không nghĩ là hai vợ chồng con kèm theo đứa con mà bây giờ trong tay hai vợ chồng không có nổi 10 triệu bạc. Bởi vì ta nói cái con mà mồ côi mẹ đó khổ lắm. Cái mức mà nhỏ nhoi mà cũng không hẳn là nhỏ nhoi nhất của cả hai vợ chồng con bây giờ là gắng làm kiếm nhiều tiền rồi là để dành từ từ để mua căn nhà nhỏ nhỏ rồi sẽ được. Con bây giờ con làm đủ mọi cách là làm hết cái công việc nào mà làm có tiền thì vợ hiện tại chồng con rất là thương chồng của con. Chồng của con phải gánh 4-5 công việc một lần mà ngày trước không bao giờ có chuyện đó. Còn mẹ con chỉ nói là chỉ muốn anh đi làm về là chiều phải xâm họp hết ở nhà, còn bây giờ tới 12 giờ đêm vẫn chưa thấy anh ở nhà. Chị giao hàng. Đi giao hàng hả con? Yeah. Anh phải giao thêm. Tại vì tiền đã sửa cho con, tiền trọ, mọi thứ gồng gánh. Con chỉ đi làm thêm được những ngày mà khi có ông bà phụ giúp thì con mới đi làm được. Còn không là con phải ở nhà cũng chăm cho con mà nữa. Cái chi phí của hai vợ chồng con á, là bây giờ là một tháng là phải bao nhiêu? Một tháng phải trên 15 mới đủ. 15 triệu hả? Dạ, tại vì ăn uống cho cả tính luôn tiền nhà cửa nữa đúng không? Hôm nay đó là con được trải lòng và con được nói hết, và thậm chí con khóc được như vậy là chú rất là mừng. Mình để trong lòng nó khó chịu lắm. Người ta nói đồng vợ đồng chồng tát bi đông cũng cạn. Mừng cho con là con nói câu là thấy chồng con rất thương chồng con, 12 giờ đêm mà vẫn chưa về. Đó là cái sự thấu hiểu với nhau. Trong cái lúc mà con bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất á, thì cũng còn vợ con ở lại cạnh với con, thương con rất là nhiều. Chỉ cần cố gắng yêu thương nhau, tin tưởng nhau thì các con sẽ có được nhiều điều tốt lành đối với các con. Cứ yên tâm đi, rồi cơ hội nó sẽ tới thôi nha con nha. Mà vợ con là có tật xấu gì không? Vợ con không có tật xấu gì hết á, nhưng mà đôi lúc thì hay ghen lắm. Ghen chứ, trời ơi, chồng vậy mà không ghen sao được con. Ha con ha. Nhưng mà ổng nói chung là cũng có kiểu dị dị như vậy nè. Đó, sợ gì nữa ta? Đúng không? Sợ gì, ông ghen cho trời ơi, ông giỡn hoài ông nội. Ai có phụ nữ nào mà khoái cái ông cao ngồng ngồng vậy? Hết sức bậy bạ thì cao nhưng mà đẹp trai. Với lại hiền nữa, không phải là người ta muốn giật chồng mình hay gì mà người ta thấy anh này như vậy người ta thích thì không phải là của mình người ta cũng dành về. Như lại cao cao hiền hiền. Ghen không? Ghen mà ghen đúng không hay là ghen bệnh? Ghen dễ thương. Cũng không hẳn là ghen dữ dằn nhưng mà kiểu như quản lý ấy cô. Sao đâu quản lý sao? Vậy đó anh. Facebook rồi Zalo là cái gì là miễn có con gái mà tới nhắn tin hoặc là hỏi về công việc thôi là cũng không phải biết cái cô này là ai. Trời làm ơi, ở đâu. Đó là con không cần phải chối cái chuyện đó bởi vì sao đó là quyền của con. Chồng con cũng ghen chứ không phải một mình con. Vậy đó hả? Là ngày xưa chưa cưới nhau ảnh cũng tùm lum mà kiểu con trai mà được con gái tỏ tình nhắn tin rất thích nên là thấy trong Zalo điện thoại quá trời gái luôn. Mê gái nữa. Nhưng mà bây giờ còn không? Không dám. Ngoài cái ghen còn cái gì nữa không con? Ở nhà bả mặc đồ kiểu như xề xà một chút á, nhưng mà con cũng hiểu đó là do già có con cái rồi thì nhiều khi nó không được tươm tất á. Thì mình nhìn thì mình mắc cười nhưng mà mình cũng hay chọc bả sao em ở nhà em mặc đồ sao giống nhìn giống ô xin quá vậy.
Em thì sao con mà con hỏi lại em đẹp gái không đẹp thì thôi đẹp kiểu thì như là thôi, con cũng muốn dạ con đẹp cho nên là nhìn một chút này mình thương thì mình mới khuyên là ở nhà thì mặc đồ nhìn cho nó dễ thương một chút, mặc cái bộ đồ gì mà ngắn ngủn mà chấm bi màu hồng. Nhiều khi né sao, nhiều khi mặc đồ đẹp là sexy quá rồi thêm đứa nữa là chết luôn. Dạ. Bây giờ thấy con đó. Dạ con đi ra ngoài con mặc đẹp chứ em mặc gì đẹp dữ vậy cho thằng nào nhìn. Đó, con đi đóng phim mà không? Con đi quay con phải mặc đẹp một chút, dầu vô vai sexy mà biểu con mặc bằng người ai cho con đóng. Không dễ. Mâu thuẫn đàn ông mâu thuẫn lắm. Có nghĩa là bé chồng cũng ghen đúng không? Dạ. Đi ra đường là con phải make up rồi đẹp lắm, tại vì mình phải thay đổi hẳn cái cuộc sống của mình đi, tại vì mình ở nhà mình đau khổ rồi. Thì mình ra đường mình phải thay đổi để làm cho mình tự tin hơn. Chú đồng ý với cái suy nghĩ đó. Dạ. Với lại cái công việc của mình nó đòi hỏi như vậy, vì mình đóng vai nào thì mình phải diễn tròn vào vai đó, chứ không thể nào ngày hôm đó người ta cần mình chỉnh chu mà mình lè lẹt mình đi ra đường là không được. Người ta nói nhỏ này sao trên ảnh nó khác mà ở ngoài nó lại khác, rồi người ta không bút mình đi thì mình không có tiền. Còn cái gì nữa không ngoài cái ghen ra? Thật sự con rất là thương ảnh nên con họ thấy tật xấu cũng thành đẹp. Cho nên là chỉ có một điều chắc tại vì khổ quá cho nên là nhiều khi đôi lúc anh hơi tính toán một chút, kiểu làm cho mình hơi khó chịu, nhưng mà thôi thì cái này vợ chồng mình có thể góp ý được, tại vì nhiều khi anh đi làm nhiều công việc rồi mình ở nhà, nhiều khi mà anh sợ mình còn trẻ quá mình không có thể nào mà mình lo mọi thứ chu toàn về tiền bạc, nhiều khi tháng này sẽ bị hụt tiền, tại vì cũng sẽ có những tháng rất là hụt, hai vợ chồng đâu có tiền đâu, anh cũng rất là lo. Nhưng mà có nơi thì thôi thì em cũng đi làm em cũng kiếm được tiền thì em biết mà, đi làm rất là khổ, đi từ 2-3 giờ sáng người ta gọi mình đi mình cũng phải đi, mình cũng phải bỏ con mình đi, con cũng mong chồng là tin tưởng con. Bây giờ thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là chồng con làm việc gì thì cũng phải suy nghĩ cho con với con của con nữa, tại vì có nhiều việc anh làm theo cảm tính của mình, anh không chia sẻ cùng con. Con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Đối với con thời điểm này thì con không có muốn vợ con thay đổi gì hết á, tại vì vợ con đối với con là quá tốt rồi chứ. Hai vợ chồng cũng không có còn gì nữa đó, giờ bắt đầu từ bàn tay trắng thôi, cho nên là đến với thời điểm này thì vợ con đối xử với con là quá tốt rồi. Hai đứa ngay lúc này là lúc mình cần nhau nhất. Cô biết con đi làm kiểu với cái tần suất như vậy con mệt lắm. Đã vậy bây giờ con mới bị bệnh xong á, cái phổi của con nó yếu nữa. Yeah. Cho nên có những lúc có thể là về cảm xúc á, bạn không đè nén được, bạn có những cái có vẻ là hơi có thể làm sẽ làm con bị tổn thương một chút. Nắm tay nhau thật chặt đi nào. Đó. À, không biết Sang có muốn nói gì với vợ hay không? Những cái chuyện mà trước đây anh có làm mà anh không có suy nghĩ, em bỏ qua cho anh. Có làm được cái gì được làm á, thì anh cũng phải cố gắng anh làm để anh cho hai mẹ con được đầy đủ. Chứ anh không có buông tay, có từ bỏ hết. Mặc dù là anh rất là muốn buông xuôi luôn sau cái sự mất mát của mẹ anh, hoặc là cái chuyện mà hoàn cảnh đưa hai mẹ con ra như thế này, anh không bao giờ muốn. Chỉ cần mà cái suy nghĩ của anh á, mà nó luôn hướng về hai mẹ con em á, thì em luôn tôn trọng quyết định của anh. Đứng lên ôm nhau một cái nào. Nó đẹp đôi gì đâu. Cảm ơn hai con đã đến với chương trình lần sau. Chào anh chị. Hai em có thể giới thiệu ngắn gọn về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Võ Hoàng Tân, năm nay em 29 tuổi và em là hiện tại là đang là nhân viên một ngân hàng. Còn em? Dạ em Trương Thị Hường, năm nay em 28 tuổi. Em cũng là nhân viên ngân hàng luôn. Hai em là quen nhau trong một cái trường hợp, một cái dịp nào đó? Hai đứa em thì học chung lớp ở trong trường đại học á. Trong một lần thì có một bạn để ý em, tới ngày sinh nhật của bạn ấy thì em tặng cho bạn ấy một cây viết, sẵn là mình viết một bức thư luôn, chỉ là bạn bè thôi. Cái bạn kia mới đưa bức thư của em viết đó cho bạn chồng này coi. Tại em vô tình anh, thì nam với nam mà đứng ngồi nói chuyện mà ủa sao bữa nay thấy lạ, cầm một phần quà và lá thư đọc để tao coi cái là cái gì, tại vì em cũng hơi bị vô duyên chút xíu, là thư của người ta em cũng lấy em đọc. Hai đứa em biết nhau trong cái trường hợp vô duyên lãng xẹt vậy. Sau 2 tháng sau á thì tụi em gặp gỡ nhau lại gặp nữa thì mới thấy bạn này quen, rồi từ từ hai đứa mới tiếp xúc với nhau thì từ từ nảy sinh tình cảm mà để trong bụng thôi chứ không có thể hiện ra bên ngoài. Đến bao lâu thì mới khui ra cái tình cảm đó? Thì tới cái ngày mà cuối cùng của gần tốt nghiệp á thì em cũng suy nghĩ là thấy vợ mình hiền, sợ đi làm sẽ có người khác ta cưa cẩm thì không biết làm sao, nên là cũng tới thời điểm đó thì tụi em mới bắt đầu. Vậy là hai bạn này là sinh viên gương mẫu đó. Ôi trời đúng không ơi. Học xong rồi bắt đầu mới tính chuyện yêu đương, mặc dù là trong lòng đã e ấp, đã cảm mến rồi đúng không? Dạ. Bây giờ lấy nhau về rồi em phát hiện ở Tân có những cái tật xấu gì ghê gớm không? Anh dùng từ ghê gớm á. Dạ thường thì ảnh cứ ga lăng quan tâm nhiều lắm, khi mà cưới nhau về thì phát hiện ra là ảnh rất là gia trưởng, đi làm về thì em lúi húi em nấu ăn tự mình nên làm hết, còn ảnh thì ảnh ngồi ảnh lên mạng lướt internet. Anh cũng đừng có kể tôi hỏi rồi cái anh hàng xóm đi ngang thấy ảnh ngồi gác chân lên bàn xong rồi lướt web, anh nói sao mày không chịu phụ vợ mày nấu nồi cơm cũng được. Cái tự nhiên anh hàng xóm nói vậy làm cho mình mũi lòng, mình thấy chồng mình thấy ít có quan tâm tới vợ quá.
quá. Đó, cái cảm xúc của em có giống như là nước mắt nó cứ trào dâng không? Dạ, dạ không. Rồi, thường thì các ông chồng thì có nhiều cái thú vui, và thậm chí là có những ông có những cái thói quen rất là dễ thương, lạ đó, hớm hỉnh. Nhưng mà cũng có ông, những ông chồng có những cái thói quen rất kỳ lạ. Vậy thì chồng em có những cái thói quen gì nó lạ kỳ không? Dạ, cưới nhau về em mới phát hiện ra chồng em có một cái sở thích là ảnh không có bận quần áo khi mà rửa chén, giặt đồ. Chắc cho em phản biện cái khúc này với em quên. Sao tao nói đi, nói em. Tại vì thường á thì em làm việc cũng cần phải có sự thoải mái. Nên là em cứ vô em cứ thay đồ đó hết, xong rồi em mới làm đó, xong rồi em tắm xong rồi em đi ra. Cái em cũng không phát hiện nữa, cái hôm đó có một nhỏ bạn em qua chơi, ảnh ấy chồng á. cái bạn ấy mới đi toilet, xong rồi bạn ấy sắp xong vô rồi, ảnh ấy chồng anh la lên, ơi đừng có vô. Bây giờ thì các em là có mấy cháu rồi? Em mới có một bé. Bé thì là hai chồng em chăm hay là bà nội hay bà ngoại? Dạ có bà nội lên ạ. À, bà nội là đang ở chung? Dạ bà nội đang ở chung được một tháng hơn ạ. Một tháng hơn. Dạ. Trong suốt thời gian tháng đó có hồi lúc mà em mới sinh á thì bà trong 3 tháng tiếp em, rồi bà về quê rồi giờ bà lại lên tiếp. Rồi mỗi lần mà bà lên cư ngụ thì là hai chồng có gì khó chịu không? Nhà trọ vậy là bố cục cừ, coi như là phân lô là đúng sao? Là em ngủ chỗ nào rồi bà nội với em bé ngủ chỗ nào? Nó xuông được luôn. Thì bà nội có một tấm nệm riêng, hai vợ chồng em với con em là một tấm nệm riêng. Nhưng mà cái diện tích của cái phòng trọ nó rất là nhỏ, khoảng 24m² thôi. Thì nó khép kín luôn, mỗi lần là bếp rồi toilet luôn. Có một lần lúc đó chịu quá nổi nên là cũng khều khều vợ nó. Nhân cơ hội này á là phải bàn với bà, tại vì tụi em không nói, mà bà thì nhiều khi bà không để tâm. Cho nên á là theo chị đó thì em nói với mẹ, em tâm sự riêng với mẹ, đừng để vợ em nói. Bây giờ con em là mấy tuổi rồi? Con em được, dạ, được 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi thì thường là buổi sáng á, cháu cần đi phơi nắng cho có vitamin D, đúng không? Em sẽ bàn với mẹ là mẹ ví dụ như sáng 2:46 hay là 3:57 gì đó, mẹ cho con của con đi phơi nắng lâu lâu trong khoảng tiếng thôi, ta còn phải đi làm nữa chứ em, sao vậy? Lâu lâu thiệt, một cái cách giải quyết hết sức là đơn giản thôi, chứ tự nhiên tụi em để cho mình bị bế tắc, nó ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Dạ, tuổi này của tụi em là cần phải có gọi là cái thuận hòa đó, nhuận gọi là đó. Cho nên theo chị, em về em nói với mẹ. Nhân cơ hội này mà mẹ nghe mẹ hiểu liền hả? À, đó là một cách để cho nó xuôi chèo mát máng. Đúng rồi, chỉ có cách đó thôi. Bởi vì sao, phòng thì phòng trọ, mình không thể nào sửa lại cấu trúc được, rèm thì cũng càng không được. Dạ. Cho nên là tế nhị nhất là em nói với mẹ vậy đó. Em con trai cũng ngại nhưng mà sao tối nay phải bấm bụng về. Không, em phải nói với mẹ, đừng để vợ em nói kỳ lắm. Anh nghĩ là em nói là mẹ sẽ hiểu thôi. Dạ. Thôi bây giờ nè, anh hỏi em, thật xấu của Hường là gì? Càm ràm á, có cái gì nhỏ cũng nói tới nó lui, nói mà riết rồi bực mình thì hai vợ chồng hay cãi nhau. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt càm ràm đi, với lại một phần nữa là về mặt quản lý tài chính thì cũng nên là hào phóng chút. Dạ, hào phóng tí, rộng mở chút xíu. Đó, rộng mở xíu, đó là có hai cái muốn thay đổi thôi. Cái gì? Còn Hường, em thấy sao? Em thấy quản lý tài chính á, đưa cho ảnh tiền nhiều á, xong rồi ảnh không có kiềm chế được nha chị, hay mua sắm lắm, đi mua linh tinh những cái thứ không cần thiết. Nhưng mình còn ở nhà trọ mà đâu cần máy hút bụi đâu, vô siêu thị sắm cái máy hút bụi. Rồi chị hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là vì quá hào phóng nha, em phải quản lý tiền. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ cái ước mơ này á là em khó có thể thực hiện được. Dạ. Rồi còn cái càm ràm em nhắm em làm nổi không? Em cũng tâm lý lắm, em cũng ít cái càm ràm lắm mà không biết không hiểu sao nữa, chồng em lại nói em càm ràm, em cũng nói ít lắm. Mà hả, ảnh em lại thấy ảnh hay nói á chị. Thôi bây giờ hỏi em, mong muốn thay đổi của em? Em mong muốn ảnh là biết quan tâm em nhiều hơn, nhiều khi chia sẻ với em cái công việc gia đình thôi, chỉ có vậy thôi. Dạ. Nhiều khi á, cái chuyện mới xảy ra sau này nó có liên quan đến vấn đề phòng trọ và bà nội đó. Ngay cả cái chuyện càm ràm hay là những chuyện này chuyện kia nó cũng có thể là xuất phát từ đó đó. Cho nên chị nghĩ rằng á, về phía em, tối nay em nên mạnh dạn chia sẻ điều này với mẹ. Và tụi em thử đi, sau một tháng mà 2:46 đều đặn như vậy đó, thì này, em có thấy là cục diện nó có thay đổi không? Đúng, tâm lý, tâm tư có thay đổi hay không? Không thay đổi nữa. Bạn sẽ biết ngay thôi mà. Nếu không thay đổi nữa rồi gặp chị Vân nha. Để em về em thử xong rồi có gì em gọi lên hotline nha. Ok. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Cảm ơn. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, con cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm yến á?
Mọi người giống như là con yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? À. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà à? Sao chung nghề? Dạy dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới yến. Làm nhà yến nhau quen. Sao con không? Gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh mai trúc mã. À. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Cứ theo ngạch thì nó khác nó tỉa vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây. Mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Giờ mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể ủa, tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. À. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Ừ. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Ừ. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Ừ. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Ừ. Dạ. Rồi. Con nghĩ là bé này đến nhà của bạn của con dạ, bạn chơi của chơi dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không chứ dạ. không yêu đương gì đâu đúng không dạ. Đó gặp nè rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta, nó điên mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con. Tết con ít có đi đâu chơi lắm với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau dạ đúng rồi. Rồi sao lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy. Ừ. Không có nhớ gì hết. Ừ. Dạ con có nhớ nhóm, không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh có trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ảnh không nhớ con. Ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì trời anh nói đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Đúng không? Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là tại nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai dạ. đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn tin đổi, một nhắn hồi tin. Ấy, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh dạ, con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới rồi. Hạn dạ, cái tình rồi. Cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh dạ, khiết. Đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ ảnh. Cũng không luôn. Thích là tại vì là ông lại biết tiếng Anh dạ. với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Dạ. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh. Nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời ơi. Dạ. Ai chủ động anh, dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được. Anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Không nhắn luôn mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á của Hồng Vân là đăng ký tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hay quá chị.
đó. Tính ra vậy xưa là... yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Ừ. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Ngắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc ngắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Năm. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà, cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi. 4 tháng. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo alo. Rồi ok. Rồi. Rồi. Đâu kể coi. Là Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi khi mà nhận được cái lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đã có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như vẫn bình thường như như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như là mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến với rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là dạ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói với ảnh như vậy nhưng mà tới á, ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có hay hay không? Mối Tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh thôi. Tại nghĩ đằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có,
Có phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu, ảnh ra tàu đón con. Có biết mà phải lên thôi. Đi tàu. Ảnh ra tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trời. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe rồi sao nào? Gặp nhau sao? Nhưng mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Thế nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi, nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ có nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm như vậy, là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con từ Gò Vấp qua quận 5, mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3 luôn, năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá, à, thương ảnh là rồi, con đúng mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ rồi làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con định hỏi cái gì vậy? Nói chuyện định hỏi bộ bộ học mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao? Đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương nó bằng tiền chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó, hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố chính đặt đỏ tới mồm á cô Hồng. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn á, rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có rồi. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi, mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi, cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm. Trời ơi, nó ăn có một bánh xèo 15 ngàn, nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Có nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ, rồi xong sao nè? Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, cô không cần hỏi luôn. Cô không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Là đi nhông nhông vui lắm thôi. Con học xong á là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Sau rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Ủa nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Đó là đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ vợ con ra trường đi làm thôi thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình
về mình không có việc, rồi vợ mình đi làm rồi, rồi mình đâu có, mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà lép vế đúng không? Nhà, mình chờ vợ và nuôi sao được? Suy diễn nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong, rồi con học nghề thêm, thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba này học ba này ba về trước. Ba học năm xong. Ba hồi sao về trước. Ba về trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 mà con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Được, con xong rồi con đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ lại làm giáo viên, giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em làm không nổi. Rồi cái là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí đó lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á, bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có đợt nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc cái gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái mà vợ con có giận con thì không? Vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài đó, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ. Cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em không cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em và anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa. Coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi. Thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em, em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Có rồi. Sau đó. Dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin.
Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của ảnh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì ảnh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau. Tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi, người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai. Đúng không? Hiểu không? Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Ủa nhưng mà là lúc đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là, có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà đó, khác nhau hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu. Nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện cả. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái đó nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Thì con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin niềm nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô, là bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà rồi lấy nhau xong rồi về, coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau còn khi nhín lại chút lòng tốt. Chà, chuẩn bị nó nhín nó, lại một chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt khui tính tốt đó nghe. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không, tức là giờ xấu con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết.
Dạ đừng thay đổi vậy thôi, và vậy, và hơn vậy nữa xíu là được. Ừ. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, dạ. Thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này thì giờ thương tiếc cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có để có mê là... game, có hút thuốc hay là có nhậu nhẹt. Ngày trước á là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Nó khui tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là không có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. À. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bộ này món này, này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho nó uống miếng đó. Dạ. Ừ rồi. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.